Trải nghiệm lần đầu tiên đi xem xiếc của em Bia sẽ như thế nào nhỉ? Nghỉ lễ này nhà các mẹ có đi chơi đâu không? Nhà Bia thì sợ nghỉ lễ chen lấn đông đúc nên dành thời gian nghỉ lễ để đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cho em Bia đi xem xiếc này, đi xem buýt 2 tầng này. Bà Bia thì mong ước được đi xem xiếc lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ mới có cơ hội được trải nghiệm đây. Mẹ Bia thì được ông bà ngoại cho đi xem xiếc từ hồi còn bé xíu xíu nên còn nhớ gì đâu, bây giờ được đi xem xiếc lại cũng háo hức phết. Nhớ các tiết mục xiếc ngày xưa như thế nào, chứ các tiết mục xiếc bây giờ được lồng ghép vào các không gian văn hóa, nhìn vừa hay vừa ý nghĩa, lại còn hoành tráng nữa cơ. Em Bia thích 1 thì mẹ thích 10 ấy. Bà Bia bà chỉ gật gù thôi chứ mẹ thì cổ vũ nhiệt tình lắm. Đây, đây mới là tiết mục em Bia tâm đắc đây này. Bà ấy thích xiếc chú hề với cả xiếc thú lắm. Còn đòi về huấn luyện em cưng giống như là em cún này này. Xịn chưa, xịn chưa? Ôi giời. Mẹ biết thấy thì xiếc thú bây giờ toàn là các bạn động vật thân thuộc như là dê này, trâu này. Ngày trước không muốn cho Bia đi xem xiếc cũng một phần là vì không muốn cổ suý những cái xiếc thú lắm, vì nghĩ các bạn động vật sẽ bị ngược đãi. Nhưng giờ thấy các bạn trâu với bạn dê cũng không phải làm nhiều động tác khó lắm, mà bạn nào bạn ấy cũng được chăm cho béo tốt, mẹ Bia cũng thấy yên tâm hơn ấy. Mải xem nên là cũng chẳng biết là có tất cả bao nhiêu tiết mục. Các tiết mục xiếc được đan xen lồng ghép, có tiết mục ảo thuật kỳ bí này, bay lượn trên không mạo hiểm này, rồi có tiết mục xiếc thú dễ thương ngộ nghĩnh, và cả chú hề vui nhộn hài hước nữa. Ở tiết mục nào thì các nghệ sĩ đều phải dày công tập luyện và bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nên nếu các bạn có dịp đi trải nghiệm thì đừng tiếc một tràng pháo tay để cổ vũ nha. Clip sau mẹ Bia sẽ chia sẻ về trải nghiệm đi xe buýt 2 tầng của Bia. Các mẹ thấy hay thì hãy cho mẹ Bia xin 1 like và follow nha. Bye bye cả nhà.